Lên sóng từ ngày 30 tháng 11, bộ phim Rất nhớ anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc phim ảnh đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Dù gặp phải hai đối thủ nặng ký đang phát sóng cùng thời điểm, với sức hút khủng là Nhất Niệm Quan Sơn và Nữ Hoàng Tin Tức, cùng một loạt tác phẩm đáng chú ý khác, khiến Rất nhớ anh không đủ sức tạo nên nhiệt độ bùng nổ ngay ngày đầu phát sóng. Tuy nhiên, bộ phim vẫn có nhiều ưu điểm riêng, có lượng khán giả xem phim ổn định và vẫn đạt được hiệu ứng mở màn tương đối khả quan. Rất nhớ anh có cốt truyện đặc biệt khi nam nữ chính quen nhau bằng giọng nói và nảy sinh tình cảm với nhau ngay cả khi chưa từng gặp mặt. Nam chính Mạc Thanh Thành, Đàn Kiện Thứ, là đại thần trong giới lồng tiếng với nghệ danh là Thương Thanh Tử. Còn ngoài đời, anh chàng lại là bác sĩ khoa tim mạch tại một bệnh viện lớn với ngoại hình đẹp trai sáng láng. Còn nữ chính Cố Thanh, Châu Dã, là một ca sĩ mạng chuyên hát cổ phong có khả năng biên khúc và chơi một số nhạc cụ, tên trên mạng của cô là Thanh Thanh Mạn. Còn nữ chính Cố Thanh, Châu Dã, là một ca sĩ trên mạng, chuyên hát nhạc cổ phong có khả năng biên khúc và chơi một số nhạc cụ, tên trên mạng của cô là Thanh Thanh Mạn. Tuy có tài năng, nhưng độ nổi tiếng của Thanh Thanh Mạn lại thua xa Thanh Thương Tử và chỉ được nhiều người biết đến hơn khi bắt đầu hợp tác với nam chính. Ở chiều ngược lại, đại thần của giới lồng tiếng Thanh Thương Tử cũng đã phải lòng cô gái nhỏ với giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát Thanh Thanh Mạn. Một ngày nọ, Cố Thanh bất ngờ được Mạc Thanh Thành theo dõi trên mạng xã hội và sau đó cả hai cùng hợp tác với nhau trong nhiều dự án. Thế rồi dần dần, tình yêu của họ từ thế giới online bước ra ngoài đời thực, họ cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên, ngọt ngào và thưởng thức những món ăn ngon. Rất nhớ anh là một bộ phim ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm áp và nói không với drama. Dù mô típ không mới, tuy nhiên với sự thể hiện của bộ đôi Đàn Kiện Thứ và Châu Dã, bộ phim này vẫn được khán giả vô cùng yêu thích. Sau khi phát sóng 10 tập đầu tiên, chỉ số nhiệt độ của Rất nhớ anh vẫn luôn nằm trong top 10 của bảng xếp hạng chỉ số các bộ phim hot trong ngày. Trên nền tảng phát sóng của Tencent, bộ phim Rất nhớ anh đã phá mốc nhiệt độ 22.000 sau 4 tập đầu và phá mốc nhiệt độ 26.000 sau tập 10. Các từ khóa liên quan đến nội dung và nhân vật chính cũng xuất hiện trên top tìm kiếm của bảng giải trí Weibo. Nhân vật Mạc Thanh Thành của Đàn Kiện Thứ cũng nhanh chóng phá 9 trên bảng xếp hạng chỉ số nhân vật theo độ hot trong ngày. Nhân vật Cố Thanh của Châu Dã cũng nằm trong top 10 của bảng xếp hạng. Theo cảm nhận của nhiều khán giả, bộ phim này rất thích hợp với đối tượng khán giả trẻ, đặc biệt là những ai có niềm đam mê theo đuổi thần tượng. Tổng thể câu chuyện bước đầu được bao phủ bởi màu hồng mơ mộng, tràn ngập cảm giác tình yêu ngọt ngào. Rất nhớ anh có thể xem là một bộ phim thêu dệt nên những giấc mộng thời thanh xuân. Hình tượng nữ chính Cố Thanh là một hình mẫu mà nhiều người mong muốn có được. Cố Thanh sinh ra trong gia đình hạnh phúc, trong gia đình của mình cô lại là cô gái nhỏ duy nhất. Cho nên, tất cả những người thân trong gia đình kể cả họ hàng đều rất yêu thương, cưng chiều Cố Thanh. Bối cảnh gia đình nữ chính thuộc kiểu gia đình điển hình đáng mơ ước của nhiều người. Tuy không phải danh gia vọng tộc hay sở hữu khối tài sản khủng, nhưng điều kiện đủ đầy không cần phải lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Nhà Cố Thanh kinh doanh một siêu thị đối diện bệnh viện, đủ để tạo thu nhập ổn định, vững chắc cho gia đình. Không chỉ có bối cảnh gia đình hạnh phúc, Cố Thanh còn là sinh viên trẻ có những người bạn học tốt tính, thân thiết. Bởi vì giọng nói, cô nàng vô tình trúng tiếng sét ái tình với Thương Thanh Tử. Thiết lập của nam chính lại càng là hình tượng bạn trai lý tưởng trong lòng của đại đa số các cô gái. Mà Thanh Thành sở hữu giọng nói rất hay, là đại thần trong giới lồng tiếng. Nếu như nam chính dựa vào thiên phú này để kiếm sống vô tình lại không có gì đặc sắc, thiếu đi sức hút. Chính vì vậy, Mạc Thanh Thành tuy có tiếng tăm khủng trong giới lồng tiếng nhưng anh lại là một bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn. Diện mạo đẹp trai, có tài, có năng lực tài chính, có công việc ổn định, có giọng nói mê người. Lại nấu ăn cực kỳ ngon, quả thực Mạc Thanh Thành là báu vật hiếm có mà ai cũng muốn một lần được chạm đến. Quan trọng nhất là, chính Thương Thanh Tử cũng có ấn tượng đặc biệt với Cố Thanh qua cái tên Thanh Thanh Mạn mà cô dùng trên mạng. Với hình tượng nhân vật chính như thế, cả Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đều được đánh giá tương đối cao. Cặp đôi sở hữu diện mạo ưa nhìn, trẻ trung, tràn ngập năng lượng thanh xuân với một gương mặt tươi sáng, trong trẻo và nhiệt huyết. Bên dưới các bài viết và video về Rất nhớ anh đều có rất nhiều bình luận, đánh giá tích cực về bộ phim như: xem phim cảm thấy rất ấm áp, sự dịu dàng không phải yếu đuối mà vẫn luôn có sức mạnh riêng. Phim được đầu tư chỉnh chu, kịch bản cũng rất có não, có thể thấy thành ý của đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên chính. Phim nhẹ nhàng, đáng yêu và ấm áp, mà lại còn rất hiện đại và văn minh, từ mối quan hệ yêu đương đến gia đình bạn bè, rất đáng xem. Hôm qua đi xem thử tập đầu, thấy chất lượng rất tốt, lập tức đăng ký làm thành viên, xem liên tục 4 tập. Cười đến mức mồm tui chạy ra khỏi nhà luôn rồi, hôm nay mặt đau nhức vì cười toe toét quá nhiều. Mỗi ngày 2 tập phim là quá ít, thật đau lòng mà, mong chờ tập mới,
đã lâu rồi mới có một bộ phim khiến tôi cảm thấy hài lòng đến như vậy. Chất lượng của phim này thực sự tốt, nhiều chi tiết nhỏ rất thực tế, khiến người xem cảm thấy rất chân thực. Lúc xem xong mặt tôi tê dại luôn vì cứ cười quá nhiều. Điều hiếm thấy nhất ở bộ phim này là không biến khán giả thành não yêu đương và có cái nhìn rất tích cực về tình yêu. Bản thân nam nữ chính đều là những người rất tốt và thực tế. Mạc Thanh Thành có thích nữ chính đến đâu thì cũng không lừa nữ chính, thay vào đó, anh ấy thoải mái thể hiện mị lực của mình và bày tỏ sự cảm kích trực tiếp, để giúp nữ chính tạo dựng sự tự tin, tạo cơ hội để đến gần cô ấy hơn, nhưng mọi hành động đều tôn trọng mong muốn của cô. Nó thực sự cho thấy một tình yêu lành mạnh và thoải mái có hình dạng trông như thế nào. Mấy năm trước luôn thích xem phim bá đạo tổng tài ép buộc yêu đương, bây giờ cảm thấy mối quan hệ nam tôn nữ ti thật quá ngột ngạt. Ngược lại, tình yêu âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, chậm chậm xuôi dòng mới chính là tình yêu của người bình thường. Nhân vật nam chính gần gũi với đời thường hơn, Mạc Thanh Thành hướng dẫn nữ chính từng bước trở nên tốt đẹp hơn và khen ngợi nữ chính không chút do dự. Mối quan hệ giữa hai người họ là trân trọng lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ, đây chính là điều khán giả mong muốn nhất. Một mối quan hệ tốt đẹp thực sự cần sự tin tưởng và động viên. Tôi tin là nên như vậy. Có ai có cảm giác giống tôi không? Ai bảo tình tiết của bộ phim này nhạt nhẽo? Rõ ràng là tôi cười không khép miệng nè. Chất lượng của phim này thực sự tốt, nhiều chi tiết nhỏ rất chân thực, khiến người xem cảm thấy rất chân thực. Lúc xem xong mặt tôi tê dại luôn vì cứ cười quá nhiều. Đôi mắt của Đàn Kiện Thứ thực sự rất hiếm có, anh ấy không cần phải cử động cơ mặt nhiều, chỉ cần đảo mắt là có thể thay đổi cảm xúc. Tôi cảm thấy khả năng sử dụng mắt để thể hiện cảm xúc của anh ấy ngày càng tốt hơn, anh ấy thực sự là một diễn viên giỏi hiếm có. Thật thích phong cách thời trang của nữ chính, kiểu cổ phục cách tân, nền nã dịu dàng, nhưng không kém phần trẻ trung, ngọt ngào. Giọng thật của Đàn Kiện Thứ quá xuất sắc, quả nhiên đúng chất đại thần dưới lồng tiếng Thương Thanh Từ trong truyền thuyết. Đài từ của phim thật sự rất hay, chất giọng của nam chính đúng là cực phẩm, những bài hát xuất hiện trong phim được Đàn Kiện Thứ thể hiện quá hay. Diễn xuất của nam nữ chính cực kỳ dễ chịu, biểu cảm linh động và có tiết chế phù hợp, ngôn ngữ cơ thể cũng rất tự nhiên. Những phân cảnh nữ chính diễn cảnh ngượng ngùng thật đáng yêu, làm người xem cũng quắn quéo ngượng ngùng theo, tựa như là tâm hồn thiếu nữ đã quay trở lại. Màu phim khá là đẹp, có nhiều cảnh quay rất nên thơ, các góc máy trong phim cũng được chọn lựa cẩn thận, những góc quay cận cảnh đặc tả vi rùa của các diễn viên từ chính đến phụ ai cũng đẹp. Cực kỳ thích không khí của phim, nhất là không khí gia đình của nữ chính, có thể cảm nhận được sự ấm áp của hơi ấm gia đình. Tư tưởng gia đình nữ chính lại còn rất hiện đại nữa, không mặc định phụ nữ phải am hiểu việc bếp núc. Gia đình Cố Thanh luôn tôn trọng sự riêng tư của con cái, lại còn rất khuyến khích con gái theo đuổi ước mơ và giá trị bản thân. Xem phim mà phải bấn loạn vì chemistry của nam nữ chính, thật sự rất ngọt ngào, có thể thấy được tình yêu nồng nhiệt trong ánh mắt của cả hai. Nhìn chung, có thể đánh giá rằng rất nhớ anh có thể nói là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng. Là những mơ mộng đẹp đẽ của tuổi trẻ, đầy ắp những điều tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại không thể thiếu đi trong cuộc sống của mỗi người. Không dựa vào drama, xung đột hay các tình tiết cầu huyết để thu hút người xem, rất nhớ anh chọn lối đi nhẹ nhàng. Êm dịu của các chất liệu cổ phong, âm thanh và cả ẩm thực để từng bước chậm rãi len lỏi vào trái tim người xem. Bạn đã xem thử phim rất nhớ anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã chưa? Bạn có cảm nhận như thế nào về bộ phim? Cùng chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp. See you!